Xin chào các bạn đang theo dõi Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngày hôm nay là ngày 16 tháng 9. Hãy cùng mình điểm xem là có những tin tức gì đáng chú ý nhé. Vụ việc đánh ghen trên đường Lý Nam Đế vào ngày hôm qua hiện đến thời điểm này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Hãy cùng Gặp Nhau Cuối Ngày tìm hiểu về những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này nhé. Chiều ngày 15 tháng 9, cả mạng xã hội đồng loạt chia sẻ video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bắt quả tang chồng đi ô tô cùng cô gái được cho là người thứ ba, ăn mặc khá thời trang. Màn đánh ghen này diễn ra trên đường Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 16 tháng 9, một lãnh đạo công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Vị lãnh đạo cho biết, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài phút. Khi cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường thì đám đông và những người trong cuộc đã nhanh chóng giải tán. Do có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục làm rõ và điều tra, vị lãnh đạo nói. Cũng liên quan đến vụ việc, ngoài ba nhân vật chính có mặt trong clip thì một chị gái qua đường mặc váy màu ghi bỗng chiếm spotlight khi bất ngờ xông vào trận chiến này. Chị chia sẻ, lúc ấy tôi đang đi xe, chiếc ô tô của người chồng va vào xe tôi. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì nên tôi tấp vào lề xem thì thấy khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Tôi nhớ rõ khi ấy người vợ liên tục hét lớn, túm tóc cô gái trẻ, người chồng thì liên tục ôm cô gái kia, hai bên xô sát kiểu gì lại xô ngã con tôi. Thế là tôi có phản ứng lại luôn. Chị N cho biết cháu chỉ ngã nhẹ, không có vấn đề gì. Ngay sau khi xô sát xảy ra thì cũng lập tức trở về nhà. Còn cô gái được cho là tiểu tam trong câu chuyện, ngay sau khi đoạn clip đánh ghen được lan truyền trên mạng xã hội, chỉ sau ít phút, trang cá nhân cũng như danh tính của tiểu tam được dân mạng tìm kiếm và công khai trên nhiều diễn đàn. Dân mạng sau đó đã để lại nhiều bình luận lên án và chỉ trích. Cô gái cũng đã nhanh chóng tạm khóa tài khoản Facebook để tránh bão dư luận. Tuy nhiên, nhiều dân mạng lại tiếp tục tìm đến tài khoản mạng xã hội TikTok của cô gái và để lại nhiều bình luận chỉ trích. Trên mạng TikTok, cô gái thường xuyên đăng tải các clip khoe cuộc sống sang chảnh, những bữa ăn đắt tiền, ngồi xe sang, váy vóc nụt nà. Hiện tại, vụ đánh ghen này vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Thông tin chị bé có con ở tuổi 18 đã khiến cho cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Bên cạnh những lời chúc mừng thì chị bé cũng nhận lại rất nhiều những ý kiến trái chiều. Và mới đây thì cô nàng đã lần đầu lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Chị bé Linh Ca, Long Hoàng, Long Bi là nhóm hot teen đình đám Hà Thành một thời. Đến hiện tại mỗi người đã có một con đường riêng, nhưng ngoài Linh Ca thì ba người còn lại khá im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên mới đây, chị bé bất ngờ hot trở lại sau khi công khai đã có con ở tuổi 18. Bên cạnh những lời chúc mừng, chị bé cũng phải nhận không ít ý kiến trái chiều. Đứng trước tất cả những động thái này của cư dân mạng, chị bé một mực giữ im lặng. Cô nàng chỉ âm thầm thay đổi ảnh cưới làm ảnh đại diện Instagram như một lời khẳng định cho quyết định của mình. Tuy nhiên cách đây ít giờ, chị bé đã có những chia sẻ đầu tiên trên story. Cụ thể, khi được một fan nhắn tin động viên ủng hộ rằng thật may mắn cho em vì bé sữa có một người bố tốt, chị hãy mặc kệ lời thiên hạ nói em nhé. Có con sớm bây giờ không phải là chuyện quá bị kỳ thị nữa. Chị muốn gửi đến em một vài câu tích cực, cho em biết rằng em rất dũng cảm và hãy luôn tiếp tục như thế. Chị hãy nhớ dù sau này mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy luôn yêu thương bản thân mình. Hãy chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy em vẫn sẽ luôn xinh đẹp và dũng cảm. Đáp lại, chị bé cho biết cô đọc được tin nhắn này và cảm thấy đỡ đi phần nào vì biết rằng bên cạnh những lời nói tiêu cực thì vẫn có những người luôn ủng hộ mình. Chị bé vẫn nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Có rất nhiều bạn nhắn tin động viên chị đã đọc được hết. Vì không trả lời từng người được nên chị viết status này để gửi lời cảm ơn đến mọi người đã luôn ở bên cạnh. Mong sau này mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ chị. Bên cạnh đó, hot mom 18 tuổi này còn quyết định thay ảnh đại diện trên Instagram thành hình cưới khiến nhiều người bất ngờ, đồng thời tin tưởng rằng sẽ có một đám cưới rực rỡ của cô nàng và bạn trai trong tương lai gần. Ngoài ra thì chị bé cũng đăng tải lời cảnh báo việc hiện tại có nhiều Facebook giả mạo mình, do đó cô đã công khai Facebook duy nhất mình đang sử dụng. Sau khi công bố kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đợt 2 thì đã có một thí sinh đến từ thành phố Đà Nẵng đạt số điểm tuyệt đối 30/30 và trở thành thủ khoa toàn quốc khối B00, vượt qua 4 thủ khoa đợt 1 với số điểm là 29,8 điểm. Sáng ngày 16 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt 2 năm 2020. Ghi nhận tại Đà Nẵng, ngưỡng điểm trung bình ở các môn khá đồng đều so với kỳ thi đợt 1, trong đó xếp đầu vẫn là các bài thi môn giáo dục công dân và toán. Đặc biệt trong kỳ thi lần này, có nhiều thí sinh bật lên toán ngôi thủ khoa các khối xét tuyển đại học truyền thống của đợt 1. Theo dữ liệu điểm thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đợt 2 tại Đà Nẵng, thí sinh có tên là Nguyễn Lê Vũ đã trở thành thủ khoa tổ hợp B00 với số điểm tuyệt đối là 30/30, toán 10, hóa 10, sinh 10. Đây cũng là thủ khoa có điểm cao nhất và duy nhất đối với tất cả các tổ hợp năm nay. Liên hệ với nam sinh này, bạn cho biết cảm thấy rất vui và bất ngờ vì kết quả đã đạt được. Lê Vũ cho biết so với thí sinh tham dự đợt 1, các bạn được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án ngay sau kỳ thi nên dễ đoán kết quả. Riêng với thí sinh đợt 2 vẫn chưa biết đáp án chính xác cho các môn nên bạn bất ngờ khi tra cứu điểm. Dù vậy, nam sinh tâm sự mình khá tự tin sau khi kết thúc 2 ngày thi. Với kết quả cực kỳ cao của mình, Lê Vũ dự định sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Y Đa Khoa Đại học Y Dược TP.HCM.
chắc chắn với điểm số tuyệt đối, nam sinh sẽ có tin vui trong mùa tuyển sinh năm nay. Chàng trai Đà Nẵng tâm sự thêm, mình chưa có dự định gì quá rõ ràng trong thời gian tới, chỉ mong sẽ học thêm nhiều điều mới và cố gắng trải nghiệm khi trở thành sinh viên. Sự việc Sơn Tùng làm đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng mỹ phẩm trong nước đã khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm. Mới đây thì Sơn Tùng đã có những sự giải thích về những sản phẩm của hãng mỹ phẩm này. Cách đây vài ngày, ca sĩ Sơn Tùng MTP đã khiến cho dư luận xôn xao khi nhá hàng màn hợp tác với một công ty mỹ phẩm nội địa. Trái ngược với kỳ vọng ban đầu, không ít cư dân mạng và ngay cả fan của Sơn Tùng MTP bày tỏ thái độ lo lắng về quyết định này của anh. Trước những ồn ào này, Sơn Tùng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời, khẳng định mình đã trải qua 5 tháng thử nghiệm sản phẩm và mong khán giả có thể cho nhãn hàng này một cơ hội. Anh cũng mong fan có thể cho nhau một cơ hội để tin, để yêu và để ủng hộ cho một local brand, tức là thương hiệu nội địa, đang cố gắng hết sức mình. Cùng với giải thích, Sơn Tùng MTP cũng đích thân chụp ảnh dùng sản phẩm để chứng minh độ tin cậy của mình. Ngay sau đó, netizen đã tìm thấy chi tiết khó hiểu trong lời nói của Sơn Tùng. Cụ thể, theo thông cáo báo chí của nhãn hàng, sản phẩm được công bố tiêu chuẩn vào khoảng thời gian từ ngày 20 đến 30 tháng 7 năm 2020 và phải đến ngày 26 tháng 8 mới đạt chứng nhận tiêu chuẩn vegan của Korea Agency of Vegan Certification and Services. Trong khi đó, Sơn Tùng khẳng định đã nhận được lời mời từ nhãn hàng, tìm hiểu, trải nghiệm, thử sản phẩm gần 5 tháng qua, tức là bắt đầu từ khoảng tháng 4 năm 2020 trước khi sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn. Điều này không khỏi khiến netizen thắc mắc đặt nghi vấn nam ca sĩ thử nghiệm trước khi sản phẩm đạt chuẩn. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản bác rằng 5 tháng qua là cả thời gian Sơn Tùng tìm hiểu kỹ trước và thử nghiệm chứ không phải chỉ dùng thử sản phẩm không. Và sớm ngày 16 tháng 9, tức là ngày hôm nay, thì áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, sức gió tối đa lên tới 75 km/h. Đây là cơn bão thứ 5 từ đầu năm đến nay trên Biển Đông, với tên gọi quốc tế là Noun. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, vào đêm qua, áp thấp nhiệt đới trên biển Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão quốc tế có tên là Noun. Đây là cơn bão thứ 5 ở Biển Đông từ đầu năm đến nay. Tên quốc tế là Noun. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hôm nay bão theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Vào 4 giờ sáng nay ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão Noun ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc, 118,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan, Philippines khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong ngày và đêm nay, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên là phía Bắc vị tuyến 11, phía Đông kinh tuyến 113. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm này có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 giật cấp 11, biển động rất mạnh. Theo dự báo xa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài ngày tới, bão số 5 nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào khu vực Trung Bộ vào ngày 18 hoặc 19 tháng 9. Đang nói vào thời điểm này, một khối không khí lạnh ở phía Bắc cũng sẽ tràn xuống nước ta, kết hợp với bão sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng từ miền Bắc tới miền Trung. Và đó là những tin tức mà mình muốn mang đến cho các bạn trong bản tin cập nhật cuối ngày hôm nay ngày 16 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé!